Hi class, how are you today? Are you okay? Fine. And today we study Unit 12, Sports and Pastimes. We will ask and answer about sports. We will talk about the sport you may not know the place. In the last one, we review the present continuous tense with the best questions. Hôm nay chúng ta sẽ học đơn vị bài học 12 thể thao và trò giải trí. Cái pastime này các bạn có thể hiểu là trò tiêu khiển nè, trò chơi, trò chơi mà khi chúng ta rảnh chúng ta chơi thể thao cũng được ha. Sau đó chúng ta sẽ đặt câu hỏi và trả lời về các cái môn thể thao. À, nói về thể thao bạn và các cái bạn khác cùng chơi. À, chúng ta sẽ ôn lại thì hiện tại tiếp diễn với câu hỏi là dùng từ để hỏi WH. Mình có những từ để hỏi là what, where, when, why, how được gọi là WH question. Nhưng với ngày hôm nay bài học của chúng ta chỉ dừng lại ở từ là what. Chúng ta sẽ bắt đầu với môn thể thao đầu tiên, đó là môn swim, bơi. Chúng ta có danh từ swimming, môn bơi lội. Khá đơn giản ha, ta chỉ cần thêm in thì chúng ta đã trở thành swimming, môn bơi lội. Đây là một môn khá quen thuộc với tất cả các học sinh khối 6 của chúng ta. Badminton, môn cầu lông. Play badminton. And bạn có thể đoán anh ấy là ai không? Who's he? He's a famous soccer player in Vietnam. His name is Quang Hải. Vậy anh ta đang chơi môn thể thao gì ta? Soccer or football, chúng ta có thể gọi là soccer or football cũng đều đúng ha. Đây là môn bóng đá. Và chúng ta có động từ là play soccer or play football, chơi bóng đá. A boy and a girl, they are playing, they are jumping. We can say skip, nhảy dây. And the woman play with the ball, we can say it's a volleyball. Play volleyball, chơi bóng chuyền. A group of people, they are to exercise inside. Một nhóm người đang vận động, đang tập thể dục ở trong nhà. Đây gọi là môn gì đấy? Aerobics, môn thể dục nhịp điệu. Và chúng ta sẽ có động từ là do aerobics. Do aerobics. Nhớ cho cô ha, bics tận cùng là chữ S cho nên các bạn phải do aerobics, tập thể dục nhịp điệu. Và môn thể dục này chúng ta sẽ tập kết hợp cùng với lại nhạc. Và các bạn thấy môn aerobics này khá phổ biến ha, từ người trẻ cho đến người già đều có thể tham gia vào cái môn thể dục này. Tiếp theo, wow, người đàn ông này trông có vẻ căng thẳng. Anh ta đang chơi bộ môn thể thao nào vậy? Đó là tennis, môn quần vợt. Play tennis, mình có động từ play. Chúng ta cùng khám phá đến bộ môn tiếp theo, bộ môn thể thao tiếp theo, đó chính là jog, đi bộ thể dục. Và chúng ta có danh từ là jogging. Và các bạn có thể thấy, kể cả động vật cũng có thể tham gia vào tập thể dục, đâu chỉ riêng chúng ta, đúng không nào? And môn này là môn cũng khá phổ biến trong SEA Games. Đó là môn table tennis, môn bóng bàn. Play table tennis. Hoặc người ta có thể gọi là ping pong. Ping pong. Ping pong. Rồi bây giờ chúng ta sẽ ôn lại một lượt những từ mà hồi nãy chúng ta vừa mới được xem. Đúng được không nào? Rồi, đầu tiên là badminton. Thứ hai, chúng ta sẽ thấy có cây vợt với quả bóng. Table tennis.
and swimming. Mọi người có thể tham gia vào cái môn này chơi chung với nhạc, đó là môn aerobics. Rồi tiếp theo các bạn có thể đoán cho cô môn thể thao vua. Môn thể thao vua King Sports là môn soccer. Tiếp theo volleyball, tennis, and the last one ski. Rồi chúng ta cùng đọc theo cô nha: badminton, table tennis, swimming, aerobics, soccer, volleyball, tennis, ski. And now we study grammar, present continuous tense, thì hiện tại tiếp diễn. Chúng ta sẽ học về cách dùng usage, diễn tả hành động đang xảy ra ở thời điểm nói. Chúng ta có công thức was cộng am, is, are, subject and verb in. Cô có ví dụ này ha. What's she doing? She is skipping rope. Cô ta đang làm gì? Cô ta đang nhảy dây. What are they doing? They are playing soccer. Họ đang làm gì vậy? Họ đang chơi bóng đá. Note, các bạn lưu ý cho cô, khi chúng ta thêm in đối với một số động từ mà tận cùng là một phụ âm, trước nó là một nguyên âm, thì khi ta thêm in, ta sẽ double cái phụ âm cuối cùng. Ví dụ như mình có từ swim, thì mình sẽ thêm in là swimming, skip, skipping, jog, jogging. Lưu ý giúp cô nha. Now, let's practice. Look at three pictures. And now, you have 2 minutes to ask and answer questions. 1 minute for you. Rồi, chúng ta sẽ có 1 phút ha. Các bạn đặt câu hỏi và trả lời với các mẫu câu ngữ pháp chúng ta vừa mới học nha. Ok, nào, nhìn vào hình đầu tiên, chúng ta đặt câu hỏi là what is she doing? She is playing volleyball. And number 2, what is he doing? He is swimming. And the last one, what are they doing? They're doing aerobics. Các bạn sẽ luyện tập mẫu câu này tại nhà. Các bạn nhớ ôn bài và học từ vựng nha. Tạm biệt lớp. Goodbye.